Hot News Showbiz. Baeyong run mối tình đầu, từ quá khứ bần hàn đến ông trùm làng giải trí. Xuất phát điểm nghèo khó, ông Hoàng Hollywood từng trải qua bao biến cố trước khi có cuộc sống đáng mơ ước hiện tại. Nổi tiếng từ phim Mối tình đầu, Baeyong run không chỉ cho thấy khả năng diễn xuất thực lực mà còn gặt hái nhiều thành công khi lấn sân kinh doanh. Tuy vắng bóng màn ảnh nhiều năm, tài tử vẫn là nhân vật quyền lực của showbiz Hàn, từng là chủ tịch công ty giải trí Kiss Entertainment, mái nhà chung của nhiều sao đình đám. Ít ai biết, anh từng có quá khứ cơ cực, phải vất vả mưu sinh trước khi có sự nghiệp lẫn hôn nhân hoàn mỹ. Tuổi niên thiếu bần hàn. Baeyong Jun sinh ra trong gia đình giàu có ở Seoul, nhưng thời trung học, anh phải chuyển đến một khu ổ chuột tồi tàn vì công ty của cha bị phá sản. Từ biến cố này, nam tài tử đành tạm gác ước mơ giảng đường, làm đủ mọi nghề như bán báo dạo, khuân vác, đánh giày để phụ giúp cha mẹ khi chỉ vừa đôi mươi. Sau đó, diễn viên Mối tình đầu nhận làm một chân chạy vặt cho đạo diễn trên trường quay. Chính công việc này đã giúp anh đổi vận và bén duyên nghệ thuật. Chàng trai họ Bae khi ấy đã khiến các đạo diễn, nhà sản xuất ấn tượng với lợi thế ngoại hình cộng thêm sự chăm chỉ, chịu khó. Được đề nghị thử sức ở lĩnh vực diễn xuất, vốn sẵn đam mê nghệ thuật, Baeyong Jun quyết tâm gia nhập khoa phim truyện, truyền hình và truyền thông tại Đại học Sang-ki-moon. Từ tác phẩm đầu tay Love Greeting 1994, nam diễn viên đã để lại dấu ấn, trở thành thần tượng mới của nhiều khán giả trẻ. Baeyong Jun tiếp tục tỏa sáng trong Lương Tri tuổi trẻ, Papa, và bùng nổ hơn với Mối tình đầu 1996. Chiếm trọn cảm tình người xem nhờ khắc họa nhân vật Chan U luôn hy sinh vì gia đình. Baeyong Jun từng bộc bạch rằng suốt đời anh sẽ mãi không quên Mối tình đầu bởi tác phẩm đã đưa anh đến gần khán giả châu Á hơn, mang đến nhiều cơ hội hợp tác cùng những tiền bối tài năng thời ấy. Gia tài phim ảnh của sao sinh năm 1972 không nhiều, nhưng nét đẹp lãng tử, diễn xuất nhập tâm đã giúp anh chinh phục công chúng, vươn lên vị trí ông Hoàng Hollywood và góp phần khởi đầu cho thời kỳ huy hoàng của phim truyền hình xứ Kim Chi trong thập niên 1990 và những năm đầu 2000 với Thành thật với tình yêu 1999, Bản tình ca mùa đông 2002. Ông trùm làng giải trí. Năm 1996, Baeyong Jun và nhiều cổ đông khác thành lập công ty giải trí BOF, tiền thân của Kiss Entertainment. Và 10 năm sau, tài tử đã ngồi vững trên chiếc ghế chủ tịch điều hành công ty với phần lớn cổ phần trong tay. Tính đến năm 2016, ngôi sao 7X có 63,1 tỷ won, khoảng hơn 1.300 tỷ Việt Nam đồng, giá trị cổ phiếu, lọt vào top 3 đại gia chứng khoán của K-pop. Tuy tâm huyết Kiss Entertainment đã được SM Entertainment mua lại hồi 2018 với giá 47 triệu đô la Mỹ, anh vẫn là cổ đông quyền lực ở công ty. Anh còn có nguồn thu đáng để nhờ mắt tay trong kinh doanh ẩm thực khi sở hữu chuỗi nhà hàng sang trọng ở Hàn Quốc như Smart Kitchen, phòng trà T-Lock, mang về lợi nhuận hàng chục tỷ won mỗi năm. Nhiều năm vắng bóng màn ảnh, Baeyong Jun vẫn là sao nam nhận các xê cao nhất Hàn Quốc nhờ bỏ túi 250 triệu won, khoảng 5,2 tỷ Việt Nam đồng, trên tập phim với Thái Vương Tứ Thần Ký 2007 suốt 14 năm trước khi đàn em Kim Soo Hyun tạo nên kỷ lục các xê mới. Hạnh phúc bên vợ trẻ kém nổi tiếng. Kín tiếng trong tình cảm, Baeyong Jun gây bất ngờ khi hẹn hò Woo So-hee, con gái cựu phó chủ tịch tập đoàn luật sư Cable và System, kém anh 14 tuổi. Tuy nhiên, một số trang tin xứ Hàn cho biết, khoảng cách địa vị xã hội khiến chuyện tình này bị gia đình Thiên Kim phản đối gay gắt, bất chấp việc Baeyong Jun đã là tài tử đình đám và giàu có. Năm 2015, công ty quản lý của anh xác nhận tài tử đã chia tay bạn gái. Không lâu sau, nam diễn viên phải lòng người đẹp Park Soo-jin và cả hai về chung nhà chỉ sau 3 tháng hẹn hò. Chênh lệch lớn về danh tiếng lẫn quyết định yêu nhanh cưới vội trên khiến nhiều người nghi ngờ về độ bền lâu của họ. Trải qua 6 năm bên nhau, vợ chồng Baeyong Jun đã cho công chúng thấy mình thực sự là chân ái của đối phương. Từ diễn viên kém tên tuổi, chuyên trị vai phụ Park Soo-jin, bà xã kém anh 13 tuổi trở thành phu nhân quyền lực của showbiz Hàn, sống cuộc sống sang chảnh và được chồng hết mực cưng chiều. Cặp đôi đón chào hai thiên thần nhỏ lần lượt vào năm 2016 và 2018. Ông Hoàng Hollywood một thời giờ đây càng kín tiếng và tập trung cho việc kinh doanh cũng như tận hưởng bình yên bên tổ ấm nhỏ của mình. Cảm ơn các bạn đã xem video này của Hot News Showbiz.
Hãy like và đăng ký kênh để cập nhật các tin tức mới và hot nhất nhé. Hot News Showbiz.